我叫王俊来。người đi thế và là anh nghỉ là nữ nam của gia đình. Xin mời đại diện thân phụ và thân mẫu của chú rể, ông bà Đỗ Trầm Hương và Nguyễn Thị Môn. Bây giờ chúng tôi xin mời đại diện của hai gia đình là anh Hiển Nguyễn xin có vài lời cảm ơn quý vị. Thay mặt gia đình xin chào mừng tất cả quý quan khách gia đình hai họ, tất cả quý vị đến tham dự buổi tiệc cưới của con cháu chúng tôi tối hôm nay. Thưa quý vị, sáng nay thì trong gia đình trước bàn thờ tổ tiên và cha mẹ đôi bên, hai cháu của chúng tôi đã chính thức thành hôn và là vợ chồng. Sau buổi lễ đó thì có một vài người trẻ hỏi tôi là tại sao mà phải bày ra những cái việc này cho nó rắc rối cho những người trẻ. Thì tôi thưa là không phải là chúng tôi làm khó các cô các cậu đâu, để mà trả thù ngày xưa đâu, không phải như thế đâu. Đây là một cái truyền thống rất là tốt đẹp trước mặt gia đình, và cũng là cái cơ hội để cho mọi người đến với nhau, và đặc biệt là một cái truyền thống tối hôm nay chúng ta có sự hiện diện của tất cả quý vị để chung vui với gia đình chúng tôi nói chung, và đặc biệt là cô dâu chú rể nói riêng. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn sự hiện diện của tất cả quý vị, tất cả những người đến từ rất xa xôi vì lòng yêu thương con cháu chúng tôi và đến để chia sẻ. Xin chúc tất cả quý vị một đêm vui. Chân thành cảm ơn.